Hiếu Minh Audio xin kính chào tất cả các bác và các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em rất là vinh dự được test cho một bác ở Hải Dương bác nhé, đó là bác Khải ở Hải Dương với một cấu hình album bộ dàn. Bộ dàn này thì nó rơi khoảng độ là hơn 17 triệu một chút thôi các bác ạ. Thì cấu hình của bác đặt nhà em thì gồm có một cặp loa JBL 6012 các bác nhé. JBL 6012 ngân vàng. Dòng gân vàng này thì về cho chất âm và tiếng chống uy lực hơn so với dòng gân đen bác, vì bản gân vàng rất là hiếm, hiện tại rất là hiếm. Và một con lọc xì 2231 của DBX các bác nhé. Đấy, một con lọc xì có tiếng trên thị trường hiện nay. Với cho chất âm rất là tốt, lọc rất là tốt và có tính năng cắt xì các bác nhé. Đây vụ bác đã các bác nghe để ý tinh này tai, em ấn vào cắt xì luôn đấy. Vừa xong loa hơi xì em ấn cắt xì các bác nhé. Đấy, và một cục đẩy CA sao 2007. Đấy. CA sao 2007 chạy mạch Class D các bác nhé, Class D. Và một con lân tiếng Idol iView bản 2018 các bác. Đấy, lân tiếng Idol iView. Cùng với một con vang cơ DSB 3009 bản vang cơ bản nâng cấp của vang cơ DSB 3000 các bác nhé. Nó có chữ feedback nhà chống hú rất là tốt các bác ạ. Đấy. Thì đối với cấu hình này thì sáng bác cũng nhờ em là chỉnh sẵn cho bác, thì đây em chỉnh và quay video cho bác. Thì tất cả cách đấu lối đằng sau thì em đã đánh ký hiệu rồi. Đường ra, đường vào bác chú ý cho em nhé. Bác Khải này, bác chú ý em đường vào đây. Đường ra, đường vào em ghi rõ rồi. Đánh dấu rồi, bác chỉ về đấu thôi. Đấy. Và đường mic em chỉnh sẵn cho bác rồi nhé. Bác nhé, bác chỉ việc về nghe thôi. Đấy. Thì đây như, đây bác nhìn. Một lần nữa thì em quay luôn bên trong ruột gan thứ nhất cho bác Khải xem. JBL 6012 gân vàng đây. Từ 190 các bác nhé. Phân tần rất gấu, chắc các bác xem các video nhà em cũng biết, phân tần rất gấu, cùng với rất nhiều bông tiêu âm, mút tiêu âm này, dòng gân vàng đánh tiếng rất là uy lực. Đấy. Hôm nay bác lấy của nhà em tổng cộng là cả loa nữa là 5 thiết bị, một cặp loa. Với bộ dàn này em nghĩ là rất hợp cho với gia đình vì là giá tiền cũng phải cao, nhưng mà cái chất âm nghe ra thì rất là tốt các bác nhé, cấu hình vừa phải, một chất âm rất tốt. Đấy, em xin phép là bật chút nhạc lên các bác cùng thẩm âm với em. Đấy. Trước khi đóng hàng để chuyển đi cho bác Khải. Chắc bác nhá. Đừng đẩy hai kênh ạ. Các bác nghe tiếng trống của JBL đấy. Đây em chỉ cho âm lượng vừa thôi, chưa phải lớn. Bây giờ em sẽ khuếch đại qua Idol. Vì thời lượng không cho phép thì em cũng làm video khá là ngắn gọn. Đấy, khá là ngắn gọn. Đây bác chú ý cho em nhé, về vụ trường hợp là bác karaoke nhiều đây em vặn này. Đấy, bác nghe sẽ nghe tiếng xì loa rất to, vì khi đại khuếch đại tất cả thiết bị lên xì loa đây, em sẽ ấn vào đây. Bác để ý. Đấy. Đấy, cắt luôn tiếng xì bác nhá. Cái hàng 221 em lưu ý là nếu hàng chuẩn nó phải cắt được xì bác nhá. Nếu mà hàng không chuẩn là thiếu mất IC ấy, thì nó sẽ không có tính năng cắt xì, vì em đi nhập ý, có con IC vào nó sẽ đắt hơn khoảng độ vài trăm ngàn. Nếu không có IC cắt xì thì nó sẽ rẻ hơn vài trăm ngàn. Đấy là cái lưu ý các bác đi mua sản phẩm bác nhé. Bởi em sẽ nhả ra. Còn bác nghe nhạc bình thường bác không cần phải ấn vào đây, vì là khi ấn vào cắt xì thì tiếng sẽ lặng hơn. Đó là nguyên tắc. Đấy. Thì video của em xin đến đây kết thúc, và em gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình bác Khải. Cùng cũng là lời cảm ơn tất cả các bác, anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc trong thời gian qua đã rất là ủng hộ bên Hiếu Minh. Đấy. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác và hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo ạ.